Em xin chào tất cả các bé đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Trước mắt các bé là một bộ chuyển đổi quen. Đây là một cái bộ chuyển đổi quen của Philips. Thì cái bộ này các bé có thể sử dụng rất là nhiều cái nhu cầu khác nhau, như là các bé có thể sử dụng để nghe nhạc nè, hoặc là nếu mà các bé sử dụng để xem phim thì cũng rất là ok, tại vì cái mẫu này âm thanh của nó rất là sống động. Âm thanh của nó khi mà các bác xem phim nè hoặc là nghe nhạc á, âm thanh của nó sẽ rất là chân thực đấy. Thì cái đây là một cái mẫu chuyển đổi quang. Các bác có thể nghe kỹ là đây là bộ chuyển đổi quang, nó không phải là một bộ giải mã âm thanh đấy. Đây là một bộ của Philips hàng chính hãng đấy. Bên ngoài của nó sẽ được có một cái bọc, cái hộp giấy như thế này, rất là thân thiện với môi trường đấy. Những cái sản phẩm, cái bộ sản phẩm này đi kèm theo nó là sẽ có những cái phụ kiện như là một cái dây nguồn, đây một cái dây nguồn, một dây quang, đây là một cái sợi dây quang theo bộ đấy. Và bên em sẽ tặng kèm cho các bác là một cái củ nguồn để cho các bác về chỉ có việc cắm vào là sử dụng thôi đấy. Hoặc là nếu mà các bác cũng có thể lấy nguồn điện trực tiếp từ cái cổng USB của TV đều có thể sử dụng được đấy. Còn cái bộ sản phẩm này nó sẽ có những cái chiều vào cũng như là chiều ra như thế nào. Thì đây là một bộ chuyển đổi quang của Philips với cái mã là BL05 đấy, Made in China. Đây là một bộ sản xuất, được sản xuất tại Trung Quốc thôi đấy. Đây mặt trước sẽ có cái tên của hãng, đây là tên của Philips. Và cái cổng out cũng như là cổng in nó sẽ bao gồm như là cổng in nè, DC 5V, đây là nơi cho các bác cắm nguồn. Khi các bác sử dụng cái bộ này á thì cắm điện, cắm nguồn vào thì nó sẽ sáng đèn ở phần này. Và Casio này dành cho các bác sử dụng để lấy được từ cái cổng đồng trục, với cổng Casio là cổng đồng trục. Top link này dành cho các bác lấy từ cổng quang, các bác kết nối TV xuống cái bộ bộ chuyển đổi quang này đấy. Cách sử dụng của nó cũng rất là đơn giản, cũng như những cái bộ giải mã âm thanh khác đấy, rất là dễ dàng luôn. Cổng audio này dành cho các bác sử dụng để cắm vào cái dây 3.5 nè, và cái này sẽ dành cho các bác sử dụng cắm hai cái đầu jack AV kết nối với thiết bị âm ly đấy, rất là dễ dàng sử dụng luôn đấy. Thì cái bộ này cái giá của nó cũng khá là tương đối, anh em nào cũng có thể sử dụng cũng như là sở hữu cho mình một bộ. Cả bộ những phụ kiện đi kèm như là nãy giờ em có giới thiệu là một dây quang nè, một dây nguồn, cũng như là bên em sẽ tặng kèm cho các bé là một cái cục cái củ nguồn đấy, 230.000 trên một bộ đấy. Hoặc là nếu mà anh em nào mà đang cần nâng cấp lên cho mình một cái sợi dây quang khác á, thì bên em có cái mẫu dây quang của Hitachi với cái chiều dài là 1,5 m đấy. Thì cái mẫu dây quang này chỉ với 185.000 thôi là anh em và các bác có thể sở hữu cho mình. Chất âm của nó truyền tải phải nói là rất là ổn định nè, âm thanh ra rất là hay đấy. Nếu mà các bác muốn nâng cấp luôn thì cái mẫu dây quang này chỉ là 185.000 trên một sợi thôi. Thì vừa rồi em có giới thiệu cho các bác một cái mẫu chuyển đổi quang, các bác có thể tham khảo nè, xem về để nghe nhạc nè, cũng như là xem phim cũng rất là tốt, rất là hay. Thì các bác có thể liên hệ với một số điện thoại, thì số điện thoại em sẽ để trên màn hình, hoặc là mọi thông tin ở bên em sẽ để dưới phần mô tả để cho anh em và các bác có thể dễ dàng xem và theo dõi hơn. Em cảm ơn anh em và các bác đã xem hết video này của em.